Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, các cụ vẫn thường nói, tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Xây được một căn nhà đã khó, nhưng để việc chuyển vào nhà mới được may mắn và thuận lợi, thì việc lựa chọn ra ngày tốt nhập trạch là việc không thể thiếu với mỗi gia chủ. Chọn ra được một ngày tốt không những giúp gia chủ yên tâm mà còn phù hợp cho ngôi nhà có được cát khí tốt càng thêm tốt. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày nhập trạch tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày nhập trạch tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ nhập trạch trong tháng 11 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất nhập trạch trong tháng 11. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác nhập trạch được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị là những việc cần làm trong ngày nhập trạch, tóm tắt như sau. Sau khi đã xây và hoàn thiện xong nhà, chúng ta chuyển đồ vào nhà, lau dọn sạch sẽ rồi tiến hành nghi lễ nhập trạch. Trong ngày nhập trạch chuẩn bị đồ lễ, ấm đun nước, đồ bốc bát hương. Quý vị lưu ý trong bát hương phải nạp cốt thất bảo để cho bát hương được tụ khí, đồng thời lưu trữ lời nguyện cầu và thông linh với các bậc thần linh, gia tiên. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ nhập trạch, gia chủ tiến hành bật bếp nấu một ấm nước sôi để pha trà cúng, thần linh, gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ nhập trạch. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày nhập trạch. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạ Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc nghiệp trạch trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày nhập trạch phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ nhập trạch. Kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt yểm, thiên tặc, địa tặc, vãng vong, trực kiến, trực phá, trực bình, trực thâu, âm thác, dương thác, thiên ôn, thiên hỏa, hoàng vu và hung nhật. 2. Ngày hợp nhập trạch. Ngày tốt nhập trạch bao gồm ngày thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, hoàng đạo, minh đường, thiên ân, mẫu thương, trực thành, trực khai, trực mãn và ngày nhập trạch châu đường. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem các khung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhập trạch trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất ở tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tị, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đấu Chí. Những ngày xấu cần tránh là tháng 1, ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng.
2. Ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày Dương công kỵ là ngày 21 và ngày Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày Tam Nương, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 5. Ngày Nguyệt kỵ, bao gồm ngày mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 6. Ngày Nguyệt Yểm. Trong tháng 11, ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 8 Mậu Tý và ngày 20 Canh Tý. 7. Ngày Thiên Tặc cũng là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 8. Ngày Địa Tặc là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 9. Ngày Vãng Vong là những ngày Tuất, bao gồm mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất. 10. Ngày Trực Kiên. Trong tháng 11, Trực Kiên là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 11. Ngày Trực Phá là những ngày Ngọ, mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 12. Ngày Trực Bình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. 13. Ngày Trực Thu là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 14. Ngày Âm Thác là ngày Nhâm Tý, tháng 11, không có ngày này. 15. Ngày Dương Thác là ngày Nhâm Tý, tháng 11 âm, không có ngày này. 16. Là ngày Thiên Ôn là những ngày Sửu, bao gồm mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu. 17. Ngày Thiên Hỏa là ngày Ngọ, mùng 2 Nhâm Ngọ và 14 Giáp Ngọ, ngày 26 Bính Ngọ. 18. Ngày Hoang Vu là ngày Ngọ, mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 19. Ngày Hung Nhật là ngày Hợi, mùng 7 Đinh Hợi và 19 Kỷ Hợi. 20. Ngày Thổ Nguyệt, Yên Hỏa là ngày Dần và ngày Thân, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 21. Ngày Chánh Nguyệt Yên Hỏa là ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 22. Ngày xấu cuối cùng kỵ trong việc nhập trạch là những ngày Thân, bao gồm các ngày mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mậu Thân. Đó là 22 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc nhập trạch cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 23 là ngày cát nhật nhập trạch, bao gồm những ngày 22 Nhâm Dần, mùng 10 Canh Dần, mùng 2 ngày Dần, trùng với ngày Thụ Tử và ngày Thổ Tuyệt Yên Hỏa nên không dùng được. Ngày 12 Nhâm Thìn và 24 Giáp Thìn, hai ngày này nhiều cát tinh nên là ngày tốt để nhập trạch trong tháng 11 âm lịch. Ngày 26 Bính Ngọ, các ngày Ngọ chung với ngày Thiên Tặc, Trực Phá, Thiên Hỏa, rất nhiều hung tinh. Ngày 15 Ất Mùi trùng Thụ Tử không xét đến. Ngày mùng 5 Ất Dậu trùng với các ngày Nguyệt Kỵ không nên dùng. Như vậy chúng ta đã xét xong ngày cát nhật nhập trạch, trong đó ta chọn được hai ngày nhập trạch tốt nhất. Chúng tôi sẽ tổng hợp ở lại phía sau. Bây giờ chúng ta xét tiếp các ngày tiếp theo. 25. Ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, ngày 28 Mậu Thân. Ngày Thân trùng với ngày Thổ Nguyệt Yên Hỏa và đây cũng là những ngày kỵ chuyển nhà không nên dùng. 26. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Nhâm, bao gồm ngày mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Kiếp Sát không nên dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn là ngày tốt, ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ không nên dùng. 27 là ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi, tuy là ngày nhiều cát tinh, 17 Đinh Hợi trùng với ngày Đại Hao và ngày Nguyệt Hại nên không dùng, 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương không nên thực hiện công việc gì. 28 ngày Hoàng Đạo là những ngày Sửu, bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu, cũng là ngày Thiên Ôn nên không xét tới. 29 ngày Minh Đường là những ngày Dậu, bao gồm 17 Đinh Dậu trùng với ngày Đại Hao và ngày Nguyệt Hại nên không dùng. Mùng 5 Ất Dậu, 29 Kỷ Dậu, hai ngày này là hai ngày Chánh Nguyệt Yên Hỏa và Trực Thâu, có nhiều hung tinh không thể lấy để nhập trạch được. 30 ngày Thiên Ân bao gồm các ngày mùng 1 Tân Tỵ là ngày nhập trạch, các nhập trạch rất tốt. Ngày mùng 2 Nhâm Ngọ là ngày Hung Nhật, ngày mùng 3 Quý Mùi là ngày Tam Nương không xét đến. Ngày 29 Kỷ Dậu là ngày Chánh Tuyệt Yên Hỏa và Trực Thâu, có nhiều hung tinh không dùng được. 31. Ngày Mậu Thương là ngày Thân và ngày Dậu. Ngày Thân trùng với ngày Thổ Nguyệt Yên Hỏa nên là cũng là ngày kỵ, chuyển nhà không nên dùng. Ngày Dậu Chánh Tuyệt Yên Hỏa và Trực Thâu có nhiều hung tinh không thể lấy nhập trạch được. 32. Ngày Trực Thành là ngày Thân, bị phạm nhiều sát cũng không dùng. 33. Ngày Trực Khai là ngày Tuất, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất,
trùng với ngày vãng vong nên không xét tới. 34 ngày trực mãn là những ngày dần, là ngày sát chủ rất xấu. 35 nhập trạch châu đường tháng thiếu, mùng 1 Tân Tỵ đã chọn, mùng 4 sát thân nhiều hung tinh không chọn được. 24 Giáp Thìn đã chọn, mùng 10 Canh Dần, 11 Tân Mão, 16 Bính Thân, 17 Đinh Dậu, mùng 8 Mậu Tý ngày sát chủ, 20 Canh Tý, 26 Bính Ngọ, 29 Kỷ Dậu đều là những ngày xấu chứa nhiều hung tinh nên không chọn. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt nhập trạch trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc nhập trạch đó là những ngày tốt sau. Ngày 12 Nhâm Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Đinh. Ngày 24 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can Kỷ. Ngày 7 Đinh Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Mão, Mùi và những người có thiên can Nhâm. Ngày 1 Tân Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu và những người có thiên can Bính. Đó là những ngày các lành nhập trạch trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày tốt phù hợp nhất để tiến hành việc lựa chọn thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn cho mình được những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!